giỗ tổ. Các anh các chị, một người hãy hát một bài, ở lại mình hát một bài để dâng cho tổ nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Các chị cứ từ từ nha. Vâng, và để lên đầu chương trình thì giờ đây Ngọc Vũ xin mời tiếng hát của chị Liễu đến từ Long An sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị với những bài hát mà chị thích nhất ạ. Dạ, hôm nay không, hôm nay là ngày cúng tổ mà, cứ mình có sắp xếp mỗi bàn mỗi bài vậy cho nó vui thì dạ rồi xin mời anh. Trời điểm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tin người trai đi về ngang, cầm chắc đôi tay khi hẹn đời tâm tư ngày nay. Gió quê hôi lạnh sao nhẹ đôi ta, tao xa dần rồi, ôi tiếc thương chi khi biết người đã đi gì đời. Trời quang băng quang tôi còn lòng đêm nay buồn không. Gió quê hôi lạnh không để người hey, hey.
Vâng, em cảm ơn giọng ca rất là tuyệt vời của chị Liễu đến từ Long An để gửi đến toàn thể quý vị. Và cũng xin chân thành cảm ơn tiếng đàn của ba nhạc sĩ chúng ta trong ngày hôm nay. Và để lên đầu chương trình thì giờ đây Ngọc Phượng xin mời tiếng hát của chú Ba. Vâng, chú Ba sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị với những bài hát mà chú Ba chúng ta yêu thích nhất trong buổi trưa trong ngày hôm nay để gửi tặng đến cho tất cả các anh chị có mặt tại câu lạc bộ Tiếng Nguyệt Cầm. Vâng, xin mời. Dịu dàng dễ thương, hãy đợi anh sẽ sang mua giùm. Chiều nay anh về thăm nhà thăm quê, đã mấy năm xa anh ở nơi xứ lạ. Cô bán hàng kia ơi, anh hai nè, em có nhớ không? Ủa, phải là anh hai ở xóm trên không? Đúng rồi. Còn em là cô Út nhà ở gần bên bánh phà đây chứ gì? Dạ đúng rồi đó anh hai. Mà lâu lắm rồi mới thấy anh về thăm quê. Anh hãy mua trái cây giùm em nha. Anh sẽ mua hết giùm Út luôn, chịu không nè? Dạ thôi anh hai ơi, anh hai mua trái cây thì Út xin cảm ơn anh hai nhiều lắm. Chứ anh hai đừng có ở đây buông lời trêu chọc người.